So với cách đây khoảng một tháng, trái mãng cầu xiêm tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng thêm ít nhất từ 10.000 cho đến 30.000 đồng một ký và đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Những ngày gần đây, trái mãng cầu xiêm được nông dân tại nhiều địa phương bán cho thương lái và các dựa thu mua trái cây ở mức 80.000 cho đến 100.000 đồng một ký. Mức giá này cao hơn gấp 4 đến 5 lần so với các năm trước. Giá tăng do nguồn cung trái mãng cầu đang có phần hạn chế trong khi nhu cầu tiêu thụ đang ở mức cao, nhất là nhu cầu phục vụ xuất khẩu. Hiện nay, trái mãng cầu không chỉ được các tiểu thương và doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu trái tươi, mà còn chế biến nhiều sản phẩm để xuất khẩu, nhất là chế biến trà mãng cầu và sản phẩm mãng cầu đông lạnh.